Rồi. Hello các bạn, hôm nay mình có một bút màu mới nha các bạn. Đây. Đây nè các bạn, giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha. Đây. Đây là bút màu mực nha các bạn. Để con, mình tô màu. Những cái màu mà tiếng Anh đó, con đọc lên đi, con thuộc cái nào thì con học tiếng Anh lên đi. Còn đây là kéo nha. Đây là cái thuốc và cái giấy mình đã cắt ra rồi. Còn đây là màu nước. Màu nước nè các bạn. Còn đây là cây cọ gom lù dút chì nè. Mình sẽ lấy ra cho các bạn thôi nha. Đây. Đó các bạn. Còn đây là bút màu nha. Đây. Mình sẽ tô cái này. Mình sẽ tô màu mực lên mấy cái này nè. Mà mình để cắt nha các bạn. Còn đây là cọ nha. Mình lấy nha. Đây. Đó. Còn đây là màu vị dính không mở. Hai màu đỏ nè các bạn. Mình mở mực ra nha. Màu đỏ tiếng Anh là gì? Cat. Con chó tiếng Anh sao? Dog. Mèo. Cat. Con cá. Con cá. Cá là gì? Chicken. Con gà. No. Cá là fish. Con gà là gì? Chicken. Màu vàng là gì? Yellow. Màu hồng. Green. Màu đỏ. White. Yeah. Yeah. Màu trắng. White. Màu đen. White. Màu xanh. Màu xanh. Blue. Rồi đếm từ 1 tiếng người đến 10 cho mẹ nghe coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đẹp quá. 11.